Chuột chũi là loại động vật có vú nhỏ, thích nghi với lối sống dưới lòng đất. Kích thước chiều dài cơ thể khoảng 12 cm, con cái thường nhỏ hơn con đực. Chúng có thân hình trụ, lông mềm, mắt lúc mới đẻ thì còn mở to, nhưng đến khi trưởng thành thì bị thoái hóa và lặn sâu dưới da. Tứ chi khá ngắn nhưng bù lại, chân rất khỏe với những cái móng vuốt to thích hợp cho việc đào bới. Loài chuột chũi được tìm thấy hầu như ở khắp Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu. Loài này sinh sống ở trong các hệ thống hang ngầm dưới lòng đất mà nó thường xuyên mở rộng. Nó dùng các hang này để săn mồi. Trong các điều kiện bình thường, chúng đùn đất đào lên trên mặt đất tạo nên các mô đất cao. Lông thường có màu xám sẫm, nhưng lông có thể có một dải màu rộng hơn. Chuột chũi có thể dung nạp được lượng khí carbon dioxide cao hơn các loại động vật có vú khác, vì tế bào máu của chúng có một dạng hormone đặc biệt, có ái lực với oxy cao hơn các dạng khác. Thêm vào đó, chuột chũi sử dụng oxy khá hiệu quả hơn bằng cách sử dụng lại lượng không khí thở ra, và kết quả là chúng có thể sống sót trong môi trường oxy thấp như các hố sâu dưới lòng đất. Thức ăn của chuột chũi chủ yếu là giun đất và các loại động vật không xương sống nhỏ khác như tìm thấy trong lòng đất, cộng thêm nhiều loại hạt khác nhau. Chuột chũi tạo ra cái bẫy dưới lòng đất vì hang của chúng luôn ẩm ướt nên giun đất, nhện, rết và sên dễ dàng sinh sôi và rồi sẽ trở thành món ăn sẵn sàng cho chuột chũi. Khi con mồi rơi xuống cái bẫy này, chuột chũi sẽ chạy theo hướng hầm và tóm lấy con mồi rồi ăn nó. Trong nước bọt của chuột chũi có một dạng độc tố có thể làm tê liệt giun đất. Chuột chũi còn lưu trữ các con mồi còn sống để ăn lại sau này. Chúng xây dựng các ổ lót bằng lá cây dưới lòng đất chỉ để nhằm mục đích này. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra các ổ lót với hàng ngàn con giun đất trong đó. Trước khi ăn giun đất, chuột chũi dùng hai chân để buộc đất ở trong ruột giun rơi ra ngoài. Chuột chũi là những con vật sinh sống đơn độc, chúng chỉ đến với nhau những lúc sinh sản. Các vùng lãnh thổ có thể chồng chéo lên nhau, nhưng chúng thường là tránh gặp mặt nhau. Các chuột chũi đực sẽ đánh nhau dữ dội nếu chúng gặp nhau. Thân nhiệt của chuột chũi cao hơn thân nhiệt của người từ 2 đến 3 độ C. Trong cơ thể nó không có cấu tạo thích nghi với sự tỏa nhiệt nếu bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào cơ thể. Làm nhiệt độ cơ thể biến đổi lớn, tần số hô hấp của nó sẽ tăng lên. Nếu bị lộ sáng hơi lâu, nó sẽ rơi vào tình trạng hôn mê nóng và có thể sẽ bị chết. Chính vì thế, có thể nói chuột chũi rất sợ ánh nắng mặt trời. Về sinh sản, mùa sinh sản của chuột chũi phụ thuộc vào từng loài, nhưng thông thường là từ tháng 2 đến tháng 5. Chuột cái sẽ mang thai khoảng từ 42 ngày, đẻ ra khoảng từ 3 đến 5 con non, chủ yếu là vào tháng 3 và đầu tháng 4. Các chuột chũi non rời khỏi tổ sau khoảng từ 30 đến 40 ngày để tìm lãnh thổ mới của mình. Dế chũi, còn được gọi với tên là dế nhũi hay dế rũi, là một loại côn trùng sinh sống phổ biến ở mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực. Nhưng vì là loài sinh hoạt về đêm và dành gần như tất cả thời gian của mình dưới lòng đất trong các hệ thống đường hầm, nên chúng hiếm khi được con người nhìn thấy. Môi trường yêu thích của dế chũi là các cánh đồng nông nghiệp và những cánh đồng cỏ, nơi chúng có thể tìm kiếm cho mình nguồn thức ăn phong phú. Và những nơi chúng cư ngụ sẽ trở thành nỗi ám ảnh cho những người làm nông nghiệp. Dế chũi có thể thay đổi về kích thước và diện mạo tùy vào từng khu vực sống. Với thân hình trụ dài khoảng từ 3 đến 5 cm, cơ thể được thích nghi với cuộc sống dưới lòng đất. Toàn thân dế chũi được bao phủ bởi một lớp lông mịn dày đặc. Nó có một cái đầu cứng, phần cổ được bao bọc bởi lớp giáp xác cứng, nhưng phần bụng lại khá mềm,
đôi cánh ngắn không tương xứng với cơ thể ở một số loài không thể bay, nhưng một số loài với đôi cánh sau dài nên có thể bay. Đôi chân trước được tiến hóa thành dạng xẻng, rất khỏe dùng để đào hang. Các chân sau cũng giống như các loại dế khác, nhưng không thể dùng để nhảy mà chỉ để đẩy đất. Các dế chũi chưa trưởng thành cũng tương tự, nhưng chưa có cánh. Chế độ ăn của chúng thay đổi đa dạng. Một số loại ăn thực vật và chủ yếu là rễ cây, nhưng một số khác thì ăn tạp, bao gồm cả giun đất và ấu trùng. Khi màn đêm buông xuống, các con dế chũi sẽ chui ra khỏi hang để tìm kiếm thức ăn. Nó có thể lôi cả thức ăn vào hang, nhưng cũng có thể đào hang đến nơi có rễ cây để ăn. Và điều này là thật không may cho những nhà làm nông nghiệp khi luống rau của họ dần bị ăn mất rễ. Các cây trở nên khô héo và chết dần. Hơn thế, khi dế chũi đào hang của mình ở lớp đất mỏng trên mặt đất, điều này làm tăng sự bốc hơi nước và thoát hơi ẩm trên bề mặt đất. Các hạt giống khi được gieo có rất ít cơ hội nảy mầm, hoặc nếu có nảy mầm cũng bị chúng ăn mất rễ, dẫn đến cây bị chết. Đây quả thật là một vấn đề rất đáng lo ngại. Và rồi con người bắt đầu hành động, họ tìm mọi cách để có thể tiêu diệt chúng. Ngoài con người, dế chũi còn phải đối mặt với khá nhiều loại ăn thịt như chim đầu rìu, thằn lằn và nhện sói, và nhất là các loại ong ký sinh. Chúng đẻ trứng vào cơ thể dế chũi, các ấu trùng lớn lên sẽ giết chết dế chũi và chui ra ngoài. Dế chũi trống có tiếng kêu rất đặc biệt và thuần khiết ở mức 3,5 kHz. Tiếng kêu đủ lớn để làm mặt đất rung động ở 20 cm quanh hang và có thể nghe ở khoảng cách 600 m. Tiếng kêu được điều chỉnh âm sắc với mục đích thu hút dế mái. Độ to của tiếng dế thể hiện kích thước của dế trống và cả chất lượng của môi trường sống. Hơn thế, đây cũng là chỉ số hấp dẫn để thu hút các dế mái. Sau khi mặt trời lặn khoảng 1 giờ đồng hồ, cũng là lúc các dế mái hoạt động mạnh nhất. Chúng bay đến những nơi có tiếng kêu của dế trống. Những con dế chũi trống to có tiếng kêu lớn có thể thu hút được 20 dế mái trong một buổi tối. Ngược lại, dế trống kém hơn có thể sẽ không thu hút được dế mái nào. Điều này vô tình bị con người phát hiện và họ đã sử dụng âm thanh để bẫy các dế mái. Dế chũi có 3 giai đoạn sống gồm trứng, nhộng và cơ thể trưởng thành. Hầu hết cuộc sống của chúng trong các giai đoạn này đều ở dưới lòng đất. Tuy nhiên, ở giai đoạn trưởng thành, dế chũi có thêm đôi cánh, lúc này nó có thể bay khá tốt. Dế chũi sống gần như hoàn toàn dưới mặt đất. Nó đào các đường hầm với nhiều công dụng khác nhau cho các chức năng chính của cuộc sống, bao gồm nơi để ăn uống, nơi chạy thoát khỏi kẻ thù, nơi thu hút bạn đời, và đây cũng là nơi để dế trống cất tiếng kêu mỗi đêm. Nơi dành cho hoạt động giao phối và nuôi dưỡng các con non. Trong đường hầm, chúng có thể di chuyển khá nhanh về hai phía, trước và sau. Kỹ thuật đào hầm của nó là dùng đôi chân trước khỏe mạnh ép đất sang hai bên, tạo nên đường hầm. Sinh sản, dế chũi có thể di chuyển đi xa tới tận 8 km trong mùa sinh sản để kết đôi. Sau khi giao phối khoảng 1 đến 2 tuần, các dế mái bắt đầu đẻ trứng. Nó chui vào lòng đất với độ sâu khoảng từ 30 cm, đẻ từ 25 đến 60 trứng. Các trứng sẽ nở sau một vài tuần, thường là trong môi trường đất ẩm. Nếu môi trường đất không đủ độ ẩm, các con nhộng có thể bị chết. Ở các khu vực khác nhau, con người nhìn nhận về loại dế chũi khác nhau. Một số nơi xem dế chũi là loại có thể dự báo mưa, một số nơi xem chúng là loại gây hại cho nông nghiệp và tìm mọi cách để tiêu diệt. Một số nơi thì săn bắt dế chũi để làm thực phẩm như Việt Nam hoặc Philippines.